Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình liên kết sản xuất dưa lưới tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam bước đầu thu được kết quả khả quan. Phát triển nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng và bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định. Thái Bình tăng trưởng kinh tế gắn với môi trường. Thời tiết giao mùa, số lượng bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên đã tăng lên 40%. Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Bình tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến nay, Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương đã thẩm định xét duyệt và quyết định cho 49 lượt hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vay vốn với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong số 49 lượt hợp tác xã được vay vốn có 23 lượt hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chiếm gần 45% và 18 lượt hợp tác xã chăn nuôi thủy sản chiếm 35%, còn lại là các hợp tác xã phi nông nghiệp. Số vốn được vay của mỗi hợp tác xã từ 150 đến 300 triệu đồng, sử dụng vào việc đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc, vật tư phục vụ nông nghiệp như máy gặt đập liên hoàn, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi thả cá. Đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp, mục đích sử dụng vốn là phát triển thêm ngành nghề, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng tạp hóa, mở dịch vụ nhà hàng ăn uống, kinh doanh vận tải đường bộ. Tuy số vốn được vay không nhiều, nhưng cũng đã giúp cho các hợp tác xã giải quyết được một phần khó khăn, tạo việc làm cho xã viên và thu hút thêm lao động phổ thông vào làm việc trong các hợp tác xã. Qua kết quả khảo sát, tất cả các hợp tác xã được vay vốn đều sử dụng vốn hiệu quả, tạo sự phát triển mang tính ổn định hơn. Được triển khai thực hiện từ những tháng đầu năm 2018, đến nay 3 mô hình tư lưới liên kết với Tổng Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung ương tại các xã Bình Nghĩa, An Ninh và Hương Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Qua đánh giá trong 3 mô hình trên thì mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của chị Nguyễn Thị Nhung, xóm 7 Ngô Khê, Bình Nghĩa, Bình Lục là một trong những mô hình cho năng suất hiệu quả tối ưu nhất với kích cỡ quả, chất lượng mẫu mã, trọng lượng đạt theo tiêu chí của công ty đề ra. Đến thời điểm này, trên 1.000 gốc dưa lưới trồng trong nhà kính cho quả đều, nặng trung bình trên 1kg một quả từ ngày 22 tháng 9, lứa dưa lưới đầu tiên cho thu hoạch, trừ chi phí lãi khoảng trên 20 triệu đồng một vụ. Các mô hình còn lại của huyện đang tiếp tục được chăm sóc tích cực. Như vậy, sau 4 tháng từ khi hoàn thiện nhà kính, với diện tích 500m² trên một mô hình, các nông hộ đã sản xuất dưa vân lưới công nghệ cao, đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật để tạo ra sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đủ tiêu chuẩn. Mô hình điểm trồng dưa lưới trong nhà kính tại huyện Bình Lục thành công là tiền đề để các địa phương khác tiếp tục mở rộng và nhân rộng mô hình trồng dưa lưới nói riêng, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản sạch nói chung. Những năm gần đây, ông Vũ Văn Sương ở thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã phát triển mô hình nuôi dê, mỗi năm đều cho thu nhập khá từ 80 đến 100 triệu đồng. Ông Sương hiện có tất cả trên 60 con dê, chủ yếu là dê thịt, với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Năm đầu ông chỉ mua 5 con dê về nuôi, nhận thấy giá trị dê đem lại cho gia đình. Năm 2012, ông quyết định tìm con giống và học hỏi kinh nghiệm về chăn nuôi dê. Theo ông cho biết, để dê phát triển tốt và luôn khỏe mạnh, hàng ngày ông thường chăn thả dê ra các cánh đồng từ 4 đến 5 tiếng. Bên cạnh đó, ông cũng tận dụng thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Trung bình một con dê, ông bán được giá dao động từ 2 đến 3 triệu rưỡi một con. Đến nay, mô hình nuôi dê của gia đình ông Sương mỗi năm đều cho thu lãi từ 80 đến 100 triệu đồng, đem lại thu nhập khá cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 1 hecta đất nông nghiệp chuyển đổi, nhưng gia đình anh Lê Đình Hoán ở thôn Cuột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã biết khai thác và sử dụng rất hiệu quả bằng việc hình thành trang trại VAC. Khu chuyển đổi này vốn là vùng đất trũng của xã Việt Hùng. Năm 2003, nhờ chủ trương chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản và làm kinh tế VAC, anh Hoán xin dồn toàn bộ gần 3 mẫu đất nông nghiệp của gia đình và người thân về đây để thực hiện mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp. Vốn là người rất am hiểu về kỹ thuật trồng cây cảnh, anh Hoán đã đầu tư chuyên sâu vào các loại cây thế có giá trị. Để lấy ngắn nuôi dài, toàn bộ diện tích vườn, anh trồng đào thế và đào cảnh để phục vụ bán và cho thuê trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện khoảng 1,5 mẫu vườn, anh trồng 400 đến 500 gốc đào, trong đó khoảng hơn 100 gốc đào thế, 100 cây bưởi da xanh, 1,2 mẫu ao chuyên nuôi cá chép thịt. Hoạch toán mỗi năm, gia đình anh thu khoảng 200 triệu đồng tiền cá, hơn 200 triệu đồng từ đào và cây cảnh, trừ chi phí mỗi năm
một hecta ruộng của anh chuyển đổi cũng cho thu khoảng hơn 300 triệu đồng. Cho đến bây giờ là hiệu quả ở cái khu vực này là chưa có ai có cái làm được cái hiệu quả như anh Hoán ở cái khu vực. Mà chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục là học tập anh ấy cách làm. Phát triển nuôi trồng thủy hải sản phải đi đôi với trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ đê biển. Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm qua của địa phương ven biển tỉnh Nam Định, hướng đến một nền kinh tế phát triển thật bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ghi nhận của phóng viên thời sự về những thay đổi trong công tác trồng và bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy. Để thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới, giải pháp mà Vườn Quốc gia Xuân Thủy đang thực hiện đó là tăng cường các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và đưa ra các biện pháp thích ứng trong khả năng có thể. Trong đó đưa vào trồng thử và dần thay thế các loại cây có khả năng thích ứng tốt hơn, tăng cường các biện pháp bảo vệ các loài di cư và giữ gìn sinh cảnh cần thiết để tồn tại lâu dài. Với cái cây ngập mặn thì chúng tôi là cố gắng giữ cái diện tích đang có cũng như là trồng mới những diện tích có thể. Đặc biệt thì đang tìm kiếm một số các cái loài mới để có khả năng thích ứng cao hơn. Như thay thế cái bần chua mà đang bị chết dần chết mòn bởi biến đổi khí hậu bằng cái loài bần đắng Myanmar. Nó có sinh khối tốt hơn cũng như là có biên độ sinh thái rộng hơn. Rừng phía nào cũng thế, chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi những cái diện tích rừng bị mất trên những cái đập địa thích hợp hơn. Với các cái công trình kiến trúc thì bản thân Vườn Quốc gia và cộng đồng địa phương thì xác định phải tôn tạo những cái công trình đã có. Đặc biệt là những cái công trình đã đang và sắp xây dựng thì phải tính đến cái việc mà tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh mặt đạt được thì ngay tại vùng lõi của Vườn Quốc gia Xuân Thủy vẫn còn nhiều diện tích chưa được trồng rừng ngập mặn. Nguyên nhân là do công tác quản lý vùng đất bãi bồi của các địa phương ven biển chưa chặt chẽ, nhiều người dân nuôi trồng thủy sản chưa coi trọng đến sự phát triển bền vững, ảnh hưởng chung đến hệ sinh thái vùng rừng ngập mặn. Để giải quyết được vấn đề này, cần có sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ hơn của các huyện ven biển. Trước hết là công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tích cực tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời có các biện pháp xử lý vi phạm kiên quyết hơn để việc tạo bãi và quản lý bãi bồi ven biển hiệu quả hơn. Những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có tốc độ phát triển khá nhanh. Do vậy, vấn đề xử lý chất thải trong chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường đang được các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện chú trọng thực hiện, như vận động hỗ trợ cấp trang trại gia trại sử dụng đệm lót sinh học, xây dựng hầm bioga. Hiện nay trên địa bàn huyện Nho Quan có 882 trang trại gia trại. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện đã lập quy hoạch phát triển nông nghiệp, trong đó có quy hoạch phát triển chăn nuôi trang trại tập trung ngoài khu dân cư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý môi trường, hạn chế phát sinh dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng dân cư. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng những mô hình chăn nuôi mới thân thiện với môi trường. Có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn các hộ dân thu gom, xử lý hợp vệ sinh đối với các loại chất thải chăn nuôi. Hiện nay, nhiều hộ đã có biện pháp xử lý chất thải như xây bể bioga, hố ủ phân, sử dụng đệm lót sinh học nên đã giảm thiểu đáng kể ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực nông thôn. Không đánh đổi môi trường để tăng trưởng kinh tế, đó là quan điểm chủ trương xuyên suốt trong quá trình thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua. Tỉnh Thái Bình đang trải thảm đỏ để mời gọi đầu tư, nhưng cũng kiên quyết đưa ra khỏi danh sách đầu tư những doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu, ngành nghề kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh việc ưu tiên thu hút các loại ngành nghề công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, Thái Bình cũng đang tập trung xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các khu cụm công nghiệp và làng nghề. Điều này cho thấy tính cấp bách và sự quyết liệt của tỉnh Thái Bình trong việc nói không với công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Không chấp thuận các cái dự án sản xuất ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đưa tất cả các cái dự án sản xuất có phát sinh chất thải vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để kiểm soát cái môi trường cho nó tập trung hơn. Cùng với đó là tăng cường cái đầu tư, cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là quan tâm đến việc đầu tư cái trạm xử lý nước thải tập trung. Làm thế nào để vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, vừa bảo vệ môi trường,
tránh ô nhiễm bởi những tác động do chất thải công nghiệp gây ra luôn là bài toán đặt ra đối với các địa phương hiện nay. Bởi chỉ khi môi trường được đảm bảo thì kinh tế mới được tăng trưởng bền vững. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường làm độ ẩm không khí gia tăng, tạo điều kiện phát triển cho mầm bệnh virus, nên số bệnh nhi đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên tăng đột biến. Hiện bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị nội trú cho khoảng 220 bệnh nhi. So với trước thời điểm sang mùa, lượng bệnh nhân nhập viện tăng khoảng 40%, trong đó chủ yếu là các bệnh nhi từ 3 tuổi trở xuống mắc các bệnh về đường hô hấp và các bệnh đường tiêu hóa. Do thời tiết đang trong giai đoạn sao mùa, các bậc phụ huynh cần tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ. Khi đi ra ngoài trời nắng cần đội mũ, trời trở lạnh cần giữ ấm, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, cho trẻ ăn những đồ ăn giàu vitamin C, kẽm và đủ dưỡng chất để tăng sức đề kháng và phải tiêm chủng cho trẻ theo đúng lịch tiêm chủng mở rộng. Tỉnh Nam Định đề ra mục tiêu năm 2018 có trên 87% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Và đến năm 2020, có trên 90,7% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Theo đó, tuyến y tế cơ sở được đầu tư trang thiết bị phù hợp với năng lực chuyên môn của trạm y tế xã, thị trấn trước mắt là các trang thiết bị khám chữa bệnh thông thường. Đối với các địa phương có đủ trình độ thì mở rộng dịch vụ siêu âm, điện tim để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo cung cấp dịch vụ xét nghiệm cơ bản đáp ứng các bệnh thông thường theo gói dịch vụ y tế cơ bản, thống nhất cơ chế chuyển gửi mẫu và trả kết quả xét nghiệm từ trạm y tế xã lên trung tâm y tế huyện với những xét nghiệm không thực hiện được tại tuyến xã. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của trạm y tế theo mô hình chuẩn, đáp ứng chức năng nhiệm vụ được giao. Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện và xử lý các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Toàn tỉnh hiện có gần 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông sản thủy sản. Nhưng trong số đó mới có 30% đủ điều kiện sản xuất kinh doanh. Trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra về tận địa bàn xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, các chợ và thức ăn đường phố theo phân cấp. Trong sáng ngày 19 tháng 9, qua kiểm tra, đoàn đã tiến hành xử phạt một cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng 1 triệu đồng do không đáp ứng đủ yêu cầu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sai phạm tập trung ở các cơ sở nhỏ lẻ với ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm chưa cao, điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ chứa thực phẩm, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như nguồn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng. Công ty Điện lực Hà Nam vừa tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2018. Tham dự hội thi có 7 đội thi đến từ điện lực các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các đội thi trải qua 2 nội dung thi là lý thuyết và thực hành. Trong đó, tại phần thi lý thuyết bao gồm các nội dung thi như chào hỏi giới thiệu về đội, trả lời kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, tự luận với các kiến thức chuyên môn về công tác an toàn vệ sinh lao động. Phần thi thực hành tập trung về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy trình hồi sinh tổng hợp, băng bó, sơ cứu vết thương trên nạn nhân thực tế. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên các đội thi đã hoàn thành xuất sắc ở tất cả các nội dung thi và được ban giám khảo, khán giả ghi nhận đánh giá cao. Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi của Công ty Điện lực Hà Nam năm 2018 không chỉ là dịp để những người trực tiếp làm công tác an toàn vệ sinh viên ngành điện trên địa bàn tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hay trong việc chỉ đạo, quản lý an toàn lao động giữa các đơn vị, mà đây còn là cơ hội để đánh giá được chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả và an toàn tại các đơn vị. Hội thi cũng là cơ sở quan trọng để Công ty Điện lực Hà Nam tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng những thí sinh đạt thành tích cao để tham dự cuộc thi do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nếu như trước đây, việc tìm kiếm thông tin để đi du lịch còn gặp nhiều khó khăn, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại di động truy cập vào các ứng dụng du lịch thông minh, du khách có thể được giới thiệu đầy đủ về các điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn và tạo lịch trình cho riêng mình. Ứng dụng này hiện đã được ngành du lịch tỉnh Ninh Bình áp dụng và mang lại hiệu quả khả quan.
Tháng 6 năm 2018, việc Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Viễn thông Ninh Bình xây dựng thành công và đưa vào hoạt động cổng thông tin du lịch tại địa chỉ visitninhbinh.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên điện thoại với tên gọi Ninh Bình Tourism. Không chỉ giúp những người khách du lịch được tìm hiểu về Ninh Bình một cách nhanh chóng và hiệu quả mà còn tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ, ăn uống, lưu trú, giải trí, lữ hành, sự kiện đến khách hàng. Theo Sở Du lịch Ninh Bình, sau gần 4 tháng triển khai đến nay đã có trên 200 đơn vị, tương đương khoảng trên 96% các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh đã tham gia cập nhật dữ liệu cho cổng thông tin du lịch Ninh Bình. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy những hiệu quả bước đầu mà các ứng dụng du lịch thông minh mang lại, tạo nên bức tranh mới cho du lịch trực tuyến ở Ninh Bình. Để phát triển tiếp tục thì chúng tôi tiếp tục phải làm tốt một số cái định hướng như du lịch ảo, du lịch 3D thì nó sẽ có cái lời thoại hướng dẫn bằng âm thanh. Thứ hai nữa là phải làm sao tiếp cận được khách hàng, hướng dẫn được khách du lịch sử dụng được cái ứng dụng này, nâng cái hiệu quả cũng như là cái tính năng của cái du lịch thông minh này để làm sao nó đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của du lịch Ninh Bình trong thời gian tới. Theo chỉ thị số 16 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã xâm nhập và phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ninh Bình hiện là một trong 12 thành phố trên cả nước đang bắt kịp nhanh xu thế nhờ vào sự hỗ trợ của công nghệ để triển khai mô hình du lịch thông minh, góp phần đưa ngành du lịch tiếp cận và đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời khẳng định thương hiệu vị thế của Ninh Bình là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách. Tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Phòng Giáo dục Đào tạo và Phòng Văn hóa Thông tin Lý Nhân phối hợp tổ chức hội thi Em yêu lịch sử quê hương. Tham dự hội thi có 100 em học sinh của 25 trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lý Nhân đã được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường. Hội thi được tổ chức theo hình thức rung chuông vàng để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Các câu hỏi của hội thi gồm kiến thức về lịch sử quê hương Lý Nhân, nhà Trần, cuộc đời thân thế sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và di tích đặc biệt Đền Trần Thương. Hội thi nhằm tạo điều kiện giúp các em học sinh tìm hiểu lịch sử của dựng nước và giữ nước của dân tộc, trong đó có lịch sử nhà Trần, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó góp phần đa dạng hóa các hình thức học tập và tìm hiểu lịch sử Việt Nam, tạo môi trường học tập lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh hứng thú với bộ môn lịch sử. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Trần Thị Hồng Ngọc, lớp 9A, trường trung học cơ sở Đồng Lý. Bước vào năm học 2018-2019, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là nâng cao chất lượng dạy và học, thì công tác ổn định nền nếp, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, cũng được các nhà trường trong huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi trọng, qua đó hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng như các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Năm học 2018-2019, Yên Phong có trên 800 lớp với gần 29.000 học sinh. Đây là lực lượng tham gia giao thông đông đảo. Chính vì vậy, việc giáo dục cho học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông là hết sức cần thiết. Để làm tốt công tác này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Phong đã chỉ đạo các trường tổ chức giảng dạy lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các giờ học chính khóa, thông qua các môn học theo quy định phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Cùng với đó, ngành giáo dục còn phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý kiểm tra nhắc nhở các phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Theo đó, ý thức tham gia giao thông của học sinh ngày càng được nâng cao. Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Hàng hóa bị tiêu hủy lần này có số lượng khá lớn với 19 loại, gồm đồ chơi trẻ em, giày, phụ kiện xe máy, quần áo, giả nhãn hiệu, mũ bảo hiểm, nước giày khát, bia rượu, hàng công nghệ thực phẩm, măng khô, mỹ phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, thuốc đông y. Đây là các loại hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, không có công bố tiêu chuẩn chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được Chi cục Quản lý thị trường phát hiện, bắt giữ và xử lý trong thời gian vừa qua. Tổng giá trị hàng hóa bị tiêu hủy trên 730 triệu đồng. Toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được tiêu hủy theo đúng quy trình quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.